7 thực phẩm được liệt vào danh sách đen bà bầu không nên ăn. Trong 3 tháng đầu, khi cơ thể vừa có sự thay đổi, có những thực phẩm bà bầu không nên ăn bởi ăn vào dễ gây sảy thai. Thời kỳ mang bầu, 3 tháng đầu là giai đoạn cơ thể mẹ sẽ có những biến đổi sinh lý để thích nghi, đồng thời là thời gian quan trọng cho sự phát triển não bộ và hệ thần kinh của bé. Vì thế, bà bầu rất cần chú ý chế độ ăn để thai nhi phát triển tốt trong thời kỳ này. Nhãn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhãn là loại quả có tính nóng. Nếu mẹ bầu ăn nhiều nhãn trong thời kỳ mang thai, sẽ dễ dẫn đến chứng táo bón, mẩn ngứa dị ứng, khiến da dễ bị sạm, nám, gây xáo trộn quá trình phát triển bình thường của thai nhi và không tốt cho sức khỏe mẹ bầu. Đu đủ xanh. Trong đu đủ xanh và đu đủ chưa chín hẳn, có chứa rất nhiều enzyme và mủ có thể gây ra các cơn co thắt tử cung, dẫn đến sảy thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ. Chính vì vậy, hãy tránh đu đủ xanh và đu đủ chưa chín, chỉ nên ăn đu đủ đã chín cây hoàn toàn vì nó có rất nhiều dưỡng chất tốt cho phụ nữ mang thai và cần thiết cho sự phát triển của em bé khi mới chào đời. Đu đủ xanh và đu đủ chưa chín hẳn có chứa rất nhiều enzyme và mủ có thể gây ra các cơn co thắt tử cung dẫn đến sảy thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ. Thực phẩm có chứa vi khuẩn Listeria. Đó là những thực phẩm như thịt muối, phô mai mềm, sữa chưa được tiệt trùng. Khi ăn các thực phẩm này, mẹ bầu rất dễ bị nhiễm khuẩn Listeria. Do lúc này, hệ miễn dịch và sức đề kháng của mẹ bầu khá yếu. Listeria đi qua nhau thai có thể khiến thai nhi bị nhiễm trùng, đe dọa đến tính mạng. Không những thế, nó còn có thể khiến mẹ bầu bị sảy thai, rất nguy hiểm. Đồ uống có ga, rượu. Đối với các mẹ bầu, đặc biệt là mẹ bầu đang ở thai kỳ 3 tháng đầu, tuyệt đối không nên uống rượu. Các thức uống chứa cồn, đồ uống có ga vì có thể gây ra các dị tật bẩm sinh cho thai nhi hết sức nguy hiểm. Theo nhiều nghiên cứu, nếu mẹ bầu uống quá nhiều rượu trong thời kỳ mang thai thì thai nhi sinh ra rất dễ bị các tổn thương thần kinh và có nguy cơ mắc bệnh đau rất. Măng tươi. Măng tươi có hàm lượng cyanide rất cao, khoảng 230mg trên 1kg măng củ. Khi người ăn phải măng có chứa nhiều cyanide, dưới tác động của các enzyme đường tiêu hóa, cyanide ngay lập tức biến thành acid cyanhyric, là một chất cực độc đối với cơ thể. Trong cơ thể, cyanide tác động lên chuỗi hô hấp tế bào bằng cách làm bất hoạt các enzyme sắt của cytochrome oxidase hoặc Purbrugas, là nguyên nhân gây tình trạng thiếu oxy tế bào và tan chuyển hóa nặng. Vì vậy, mẹ bầu nên cẩn trọng khi ăn măng tươi. Giá đỗ. Trong quá trình sản xuất giá đỗ, một số cá nhân đã ứng dụng tác dụng của thuốc diệt cỏ để phát triển mầm đậu không có gốc. Thuốc diệt cỏ có chứa chất độc hại gây ung thư, quái thai và gây đột biến mà khi đưa vào cơ thể, chúng gây ra những tác động nghiêm trọng. Đồ ăn sống, tái. Đây là thực phẩm mẹ bầu nên tránh xa bởi những thực phẩm này có thể chứa ký sinh trùng Toxoplasmosis. Nếu mẹ bầu ăn phải trong 3 tháng đầu có thể gây sảy thai, thai chết lưu hoặc các biến chứng nguy hiểm khác khó có thể lường trước được.